Xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay thì mình làm video này để chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em cách để chúng ta trồng một cây kiếm khi mà chúng ta vừa mới mua về. Ở đây thì mình có một cây kiếm. Đấy, cây này cây côn lùn. Thì khi mà mua về thì anh chị em nó có thể là nó còn rễ hoặc là có thể nó không có rễ nha mọi người nhé. Đấy, nó tùy vào từng cái cây mà chúng ta mua. Ví dụ cây này thì của mình thì mình vừa mới tách ra thì nó còn rễ như này. Thì khi mà tách ra như này thì khi mà anh chị em mua về mà nó còn rễ thì chúng ta cần phải kiểm tra xem là cái rễ nào của cây lan nó còn tươi. Đấy, còn tươi thì chúng ta để lại, mà những cái rễ mà nó bị hỏng ấy, thì chúng ta cắt bỏ nó đi. Đây, ví dụ như cái rễ này thì để mà kiểm tra xem là nó còn đảm bảo hay không thì anh chị em nắn. Đấy, lấy tay nắn vào cái rễ này. Nếu như mà thấy nó lún tay vào ấy, thì tức là cái rễ đó nó đã bị hỏng rồi. Đây, như chỗ này nó bị hỏng này. Đấy, thì khi mà nó bị hỏng thì mình tút ra thì nó có một cái xương như này. Đấy, đây chỗ này cũng bị hỏng rồi đây này. Đấy, đây hỏng thì nó sẽ có cái xương như này nha mọi người nhé. Đấy, đây đến đoạn này thì nó vẫn còn đậm, vẫn còn được này. Đấy, vẫn còn được đây này. Đấy, ví dụ mình bẻ ra thì anh chị em sẽ thấy rằng là nó vẫn còn tươi. Thì chúng ta cắt đi thôi. Đoạn nào mà nó còn nó hỏng thì chúng ta cắt đi. Đây, mình cắt đến đây. Đấy. Chúng ta chỉ cần nắn vào là chúng ta biết là cái rễ đó nó còn tươi hay là không. Đây, như rễ này nó hỏng này. Đấy. Này, cái nào hỏng thì mình cắt nó đi. Chúng ta cứ sờ vào, nếu mà nắn vào thấy nó còn cứng ấy, thì là cái rễ đó nó vẫn còn tươi nhá mọi người nhá. Còn nắn vào mà thấy nó mềm thì là nó hỏng rồi. Rồi, ok, như này là được rồi nhá mọi người nhá. Và anh chị em chuẩn bị cho mình một lít nước nhá mọi người nhá. Một lít nước. Và anh chị em chuẩn bị cho mình thêm cái nữa là cái Biorot này này. Biorot này chính là sản phẩm kích rễ nhá mọi người nhá. Đấy, kích rễ. Cái thứ hai nữa là thằng Superthai. Superthai này thì nó là chất kích thích phát triển cây trồng. Thứ ba là anh chị em sử dụng cho mình là vitamin B1 nha mọi người nhé. Vitamin B1. Đấy, có ba cái thành phần chính như thế để giúp cho kích thích phát triển cái bộ rễ. Và trong quá trình trồng thì anh chị em cần phải có một cái sản phẩm chống thối. Thì ở đây thì mình sử dụng sản phẩm chống thối của Ngọc Linh nha mọi người nhé. Ở đây mình sử dụng nó, cái nhãn nó bị mờ đi rồi. Thế nhưng mà mọi người có thể là search ở trên từ khóa là sản phẩm chống thối Ngọc Linh thì nó sẽ ra cái sản phẩm này. Đấy, thì để mà kích rễ thì mọi người sử dụng cho mình 1 lít nước này. 1cc Biorot nha mọi người nhé. 1cc Biorot hay còn gọi là 1ml đó. Đấy, 1cc vitamin B1 nha mọi người nhé. Đấy, và anh chị em cho mình khoảng độ 5 cho đến 10 giọt Superthai. Đấy, 5 cho đến 10 giọt Superthai. Nó sẽ rơi vào khoảng 0,25 cho đến 0,5ml Superthai. Và anh chị em cho chung vào một cái lít nước này. Đấy, và ngâm cái phần gốc của cây lan này. Đấy, vào trong dung dịch này khoảng độ 15 phút nha mọi người nhé. Đây, mình đã pha xong, mình đã pha sẵn rồi. Đấy, mình đã pha sẵn rồi. Quên lúc nãy chưa quấy nó lên. Đấy, mình đã pha sẵn rồi. Và mình ngâm toàn bộ phần củ của cây lan. Đấy, ngâm toàn bộ phần củ của cây lan trong vòng 15 phút nha mọi người nhé. Đấy, mình để đây. Đấy, mình để đây. Và mình chuẩn bị cái chậu để chúng ta trồng. Và anh chị em chuẩn bị cho mình một chút xốp. Về giá thể nha mọi người nhé. Giá thể thì chúng ta sử dụng là vỏ thông này. Đấy, vỏ thông. Vỏ thông thì có thể là sử dụng vỏ thông to, vỏ thông nhỏ. Đây là vỏ thông nhỏ này. Mình có trộn thêm với lại cái xốp chân trâu. Đấy, anh chị em không có xốp chân trâu thì cũng không sao cả. Mọi người chỉ cần sử dụng vỏ thông là được rồi. Đấy, rồi là nếu như mà có vỏ lạc hun ấy, thì anh chị em sử dụng thêm vỏ lạc hun được thì càng tốt nha mọi người nhé. Vỏ lạc hun và chấu hun thì càng tốt. Đây là cái vỏ lạc hun này này. Đó. Và anh chị em sử dụng cho mình cái mùn dừa nhé mọi người nhé. Sơ dừa xay ra ấy, cái bột sơ dừa ấy nhé mọi người nhé. Cái này để cho nó giữ ẩm và nó tóm lại là sử dụng cái bột sơ dừa này thì nó sẽ kích thích phát triển cái rễ rất là nhanh. Đấy.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình trồng nha mọi người nhé. Đây, anh chị em sử dụng cho mình một cái que này nữa này. Đấy, cắm nó vào đây. Cắm nó vào đây. Sau đó thì chúng ta sử dụng cái xốp chúng ta để ở bên dưới để cho nó thoáng cái gốc nha mọi người nhé. Đấy, để thoáng gốc. Rồi, cho thoáng gốc. Đây. Đấy, phần xốp là nó lên đến đây nhé mọi người nhé. Sau đó thì mình sử dụng đến cái vỏ thông sai to ở phía dưới để cho nó thoáng cái phần gốc. Thoáng phần gốc thì mình sử dụng vỏ thông sai to. Đây nhé. Trong quá trình mà sử dụng vỏ thông thì mọi người chú ý cho mình là vỏ thông thì chúng ta nên ngâm cái vỏ thông cho nó ướt đi nha mọi người nhé. Ngâm cho nó ướt đi trước khi trồng ấy, để cho nó không bị hút ngược cái độ ẩm từ trong cái rễ của cây lan vào trong cái vỏ thông này. Nó làm cho cái rễ của cây lan nó teo tóp đi nha mọi người nhé. Và ngoài ra thì anh chị em sử dụng thêm cái phân hữu cơ nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình hay sử dụng phân Ben của Hùng Nguyễn ấy, mọi người nhé. Mọi người cũng có thể là sử dụng phân dê hoặc là sử dụng phân chuồn quế cũng được nha mọi người nhé. Đấy, đây. Và tiếp theo thì mình sau cái lượt mà vỏ thông to này thì mình rải thêm một lượt cái vỏ thông sai nhỏ. Đấy, vỏ thông sai nhỏ, mình rải một lượt vỏ thông sai nhỏ. Đấy, sau đó thì mình rải phân nhé mọi người nhé. Phân thì mình sử dụng cái phân Ben này này. Phân Ben này này. Thì mình rải ra phía ria của chậu nhé mọi người nhé. Cái rễ lan nó vừa mới trồng thì chúng ta nó chưa ra bén rễ thì nó không hút được phân đâu. Nên là mọi người nên rải cái phân Ben hoặc là cái phân gì đó mọi người rải thì rải ra phía ria chậu như này. Đừng có rải vào giữa chậu nhé mọi người nhé. Sau này ấy, thì cái rễ của cây lan ấy, thì thường thường là nó bén rễ là nó sẽ ăn ra phía ngoài. Đây này, mình nói ví dụ như là ở đây là cái bộ rễ của cây lan này mọi người này. Bộ rễ cây lan thì sau khi mà trồng thì nó sẽ bén rễ, nó ăn bao hết ra cái phần bên ngoài như này. Đấy, thì chúng ta sử dụng cái phân chúng ta rải ra phía ngoài thì rễ nó tự nó tìm ra ngoài phía thành chậu này để nó ăn. Đấy. Rồi, sau khi mà rải phân như này xong thì chúng ta lại dự một lượt cái vỏ thông lên bên trên cái lượt phân này nha mọi người. Sau đó thì anh chị em lấy cái cây lan về chúng ta trồng thôi. Đấy, lấy cây lan về chúng ta trồng thôi. Đấy. Cái rễ nào mà nó dài quá thì chúng ta có thể là chúng ta cắt bớt nó đi để trồng cho nó dễ. Thực ra thì khi mà chúng ta cắt rễ đi thì nó cũng có tác dụng là kích thích phát triển cái rễ mới. Rồi, và mình trồng nó xuống. Đây mình sẽ sử dụng cái dây nịt này này. Dây nịt này để mình nịt nó lại. Thêm một cái nịt nữa cho chắc. Đấy, mình nịt lại như này cho chắc. Đấy. Như này là ok rồi. Sau đó thì anh chị em tiếp tục là cho cái vỏ thông lên bên trên. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh cái cây lan nó lên xuống nhé mọi người nhé. Đấy, lên xuống như này, điều chỉnh lên xuống như này. Đấy. Sau đó thì anh chị em sử dụng cái mùn dừa. Đấy, cái mùn dừa như này này. Mùn dừa như này này. Anh chị em cho vào cái phần gốc này nhé mọi người nhé. Cho vào phần gốc này để cho nó giữ ẩm. Thằng này nó giữ ẩm rất là tốt và nó kích thích phát triển cái bộ rễ nha mọi người nhé. Đấy, kích thích phát triển bộ rễ và nó giữ ẩm, nó chống bay hơi nước. Đấy, như này là xong rồi nha mọi người nhé. Và sau khi mà trồng xong thì anh chị em lại lấy cái nước này này, lấy cái nước mà mình vừa mới ngâm cái rễ này này, anh chị em tưới lên cho nó. Chúng ta cũng có thể là cho vào cái bình để chúng ta xịt nhé mọi người nhé. Đấy, cho vào bình để chúng ta xịt. Đấy. Rồi, đấy. Và
sau khi mà trồng xong như này thì cứ 10 ngày thì anh chị em phun chống thối cho mình bằng cái sản phẩm chống thối của Ngọc Linh này này. Đấy, 10 ngày thì anh chị em phun một lần để phòng chống thối. Tại vì chúng ta giữ ẩm như này thì nấm khuẩn nó dễ nó xâm nhập, nó gây thối cho cây lan. Nên là anh chị em cần phải phun chống thối cho mình. Và ở miền Bắc thì những cái ngày mà gió mùa đông bắc ấy, gió khô ấy, thì anh chị em nên để những cái chậu lan mà chúng ta mới trồng vào những cái vị trí nó khuất gió. Đừng để cho gió nó lùa. Gió nó lùa là nó khô, nó làm teo lá, teo thân đi rất là nhanh nhé mọi người nhé. Và chúng ta không nên để dưới ánh nắng trực tiếp, mà chúng ta nên để ở chỗ râm mát, thoáng gió nha mọi người nhé. Trừ những ngày mà gió mùa đông bắc thì chúng ta cần phải để vào chỗ kín gió. Đấy. Rồi mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà anh chị em thấy cái video chia sẻ của mình hay và có giá trị giúp ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Đức Hoa Lan, để tạo thêm nhiều động lực để mình làm nhiều video có giá trị hơn nữa để chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.